Chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng Android trong bộ The Basic Tool. Chúng ta có một mô hình như sau. Mô hình của chúng ta, sàn đã được join với đối tượng dầm và cột. Bây giờ tôi muốn Android toàn bộ mô hình này. Chúng ta làm như sau ạ. Trước tiên chúng ta vào top. Chúng ta chọn Android by category. Chúng ta Android. Chúng ta Android dầm và sàn trước. Chúng ta chọn dầm và sàn. Ok. Chương trình sẽ tự động Android cho chúng ta. Tương tự như thế, tôi sẽ Android dầm và cột. Android, chúng ta chọn dầm và cột. Đây, dòng đầu tiên. Ok. Ok. Chúng ta kiểm tra kết quả. Chúng ta thấy ở đây dầm và cột đã Android với nhau. Ở đây sàn. Chúng ta thấy sàn đã Android với đối tượng dầm. Như vậy tôi đã giới thiệu xong chức năng Android. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.